khoảng cách mã số gửi 6020. Sau khi nhắn tin thì tổng đài sẽ phản hồi bằng một tin nhắn có mã dự thường. Quý vị hãy giữ lại tin nhắn này để ban tổ chức xác thực và đảm bảo quyền lợi của quý vị khi quý vị trúng thưởng. Và đặc biệt, tất cả các quý vị tham gia game show cùng là tỷ phú có càng nhiều mã số thứ hai này thì cơ hội trúng thưởng của quý vị sẽ càng cao. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng mở những cái điện thoại của mình kiểm tra lại những tin nhắn mà tổng đài 6020 của chúng tôi đã gửi lại cho quý vị để biết được rằng chúng ta có nằm trong danh sách những vị khách hàng may mắn trong ngày hôm nay hay không. Nếu như ngày hôm nay quý vị không nằm trong danh sách may mắn thì cũng đừng lo, vì biết đâu đấy chúng ta sẽ nằm trong danh sách may mắn của những lần đồ tiếp theo. Và đặc biệt cơ hội là giành được giải thưởng tới 1 tỷ đồng tiền mặt ở chương trình gala số 25 của chúng tôi. Ngay bây giờ thì chúng tôi xin được mời ông Lê Nguyên Trân, đại diện Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, hãy hỗ trợ chúng tôi để lựa chọn ra 10 vị khách hàng đầu tiên chúng Nokia 6302. Xin chào ông. Những mã số đã hiện ra, xin được chúc mừng mã số ghi giải 4P6BWXO số điện thoại mã số cuối 191. Xin được chúc mừng mã số 4PPON0DE ở số điện thoại mã số cuối 919. Xin chúc mừng mã số 6CA2UF5 ghi giải ở số điện thoại mã số cuối 717. Xin được chúc mừng mã số TZCSSE7B ở số điện thoại mã số cuối 626. Xin được chúc mừng sở hữu mã số 0HDSTV ghi ngắn L ở số điện thoại mã số cuối 570. Xin được chúc mừng khách hàng sở hữu mã số FDNQQL10 ở số điện thoại mã số cuối 447. Xin được chúc mừng khách hàng sở hữu mã số 2 ghi ngắn BNWCH0 ở số điện thoại mã số cuối 676. Xin được chúc mừng khách hàng ở mã số C7B3SFH0 ở số điện thoại mã số cuối là 046. Xin được chúc mừng khách hàng sở hữu mã số MR5ZEFEF ở số điện thoại mã số cuối là 228. Xin được chúc mừng khách hàng sở hữu mã số GDNDR67 ở số điện thoại mã số cuối là 140. Thưa quý vị, rất nhanh chóng chúng ta đã tìm ra được 10 vị khách hàng chủ nhân của 10 mã số may mắn đầu tiên chúng được đến chiếc điện thoại Nokia 6302 của chương trình ngày hôm nay. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn 10 chiếc điện thoại Nokia 6302 nữa để bạch bạch cho tất cả quý vị. Và xin mời đại diện người tiêu dùng, diễn viên Ngọc Lan sẽ hỗ trợ chúng tôi tìm ra 10 mã số may mắn này. Vâng, những mã số đã tiếp tục quay và xin được chúc mừng mã số Z3TR1Z3 ghi giải ở số điện thoại mã số cuối 552. Xin chúc mừng chủ nhân mã số L66MLBG ghi giải ở số điện thoại mã số cuối 125. Xin được chúc mừng chủ nhân mã số PS0BGBNM ở số điện thoại mã số cuối 605. Xin được chúc mừng chủ nhân mã số U108T44 ở số điện thoại mã số cuối là 393. Xin được chúc mừng chủ nhân mã số GPNZ7PZN ở số điện thoại mã số cuối là 647. Xin được chúc mừng chủ nhân mã số ZPUMK4QU ở số điện thoại mã số cuối là 545. Xin được chúc mừng chủ nhân của mã số SEAQ21K4 ở số điện thoại mã số cuối 799. Xin được chúc mừng chủ nhân mã số 1Z38CZQG ở số điện thoại mã số cuối là 451. Xin được chúc mừng chủ nhân mã số SUB44L8Z ở số điện thoại mã số cuối 553. Xin được chúc mừng chủ nhân của mã số 80YBNDZA ở số điện thoại mã số cuối là 701. Thưa quý vị, như vậy rất nhanh chóng chúng ta đã tìm ra được 20 vị khách hàng may mắn trong chương trình ngày hôm nay, giành được 20 phần thưởng của chúng tôi là
là những chiếc điện thoại Nokia Lumia 630 iSIM. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn 208 bảo hành thời trang dành tặng cho tất cả quý vị. Và một lần nữa, thì xin được trân trọng kính mời ông Lê Nguyên Chân, đại diện Sở Công Thương tỉnh Bình Dương hỗ trợ chúng tôi lựa chọn ra 2208 iSIM may mắn này. Xin mời ông. Thưa quý vị, những mã số đã hiện ra trên màn hình và danh sách này sẽ tiếp tục được cập nhật. Một lát nữa thôi thì chúng ta sẽ có được danh sách đầy đủ của 228 quý vị khách hàng may mắn đã trúng 20 chiếc điện thoại và 208 mũ bảo hiểm thời trang trong chương trình quay số trúng thưởng ngày hôm nay. Thưa quý vị, tất cả các giải thưởng này sẽ được chúng tôi công bố trên website chính thức của chương trình. Mời quý vị truy cập vào website www.tỷphucongđộ.vn. Và trong tuần tới thì 28 khách hàng may mắn của ngày hôm nay thì cũng hãy đừng lo lắng. Thì biết đâu đấy, trong những chương trình sau, quý vị sẽ là người giành được những chiếc điện thoại hoặc những mũ bảo hiểm thời trang. Hoặc còn may mắn hơn thế nữa, quý vị sẽ là người giành được 1 tỷ đồng tiền mặt từ chương trình. Thì được chúc cho tất cả các quý vị sẽ may mắn. Và với những vị người chơi tại nhà của chương trình cùng là tỷ phú cũng như với tất cả những người chơi tại trường quay thì chúng ta sẽ xin được nhắc lại một lần.